Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh Nam Tép. Thì hôm nay bên cửa hàng em giới thiệu các bác một cái lô đẩy CB Acoustic TD5. Đây là một trong những cái dòng đẩy phải nói là tiếng hay nhất nhì trên thị trường. Một dòng đẩy cực kỳ là hiếm, hiệu suất cao, chạy ổn định và khỏe. Đó là một trong những cái điều nổi bật đối với cái dòng đẩy này. Thứ nhất là về thương hiệu CB Acoustic, đây là một cái dòng thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng, dòng tức là những cái sản phẩm của hãng này thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là cao cấp mà khá là đắt tiền. Cụ thể chúng ta có thể đến những cái thương hiệu, những cái dòng sản phẩm mà đình đám của cái hãng này, ví dụ như là vàng D4, vàng CB VF1. Nói chung là đó là những trong những cái sản phẩm mà làm nên tên tuổi của cái thương hiệu này. Thì CB đây là một trong cái thương hiệu của Mỹ các bác nhá, của Mỹ. Tuy nhiên là nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, cho nên mà chúng ta sẽ gặp những cái dòng vang số của CB sản xuất tại Trung Quốc. Thì nói đến thương hiệu của Mỹ thì chúng các bác đã an tâm về cái chất lượng của nó, là một trong những cái thương hiệu mà một đất nước mà đi đầu trong công nghệ. Thì những cái sản phẩm của họ đưa ra thì đều là những cái dòng sản phẩm mà nó áp dụng những cái công nghệ tiên tiến, cho nên mà khẳng định là một trong những cái dòng chất lượng đỉnh cao về về thiết bị audio. Thì cái dòng đẩy TD5 này thì là một trong những cái dòng đẩy nó chạy mạch class TD, một trong những cái dòng mạch class hiệu suất cực kỳ là cao và rất chi là xịn trên thị trường và dòng rất hiếm. Chúng ta sẽ bắt gặp mà cái dòng TD5 ở này ở hai phiên bản, một dòng phiên bản là chạy class AB mạch thường, nó sẽ nguồn nó sẽ lớn hơn, tụ nhiều hơn, xòa nhiều hơn. Tuy nhiên là công suất nó cũng thế, và một phiên bản là chạy class TD thì dòng mạch class tiên tiến đời cao nó sẽ hiệu suất nó cao, nguồn nó sẽ bé hơn, ít xoáy ít tụ hơn, tuy nhiên là tiếng nó sẽ hay hơn, công suất thì nó vẫn như thế, tuy nhiên là tiếng nó sẽ xa hay hơn, sạch hơn và độ ổn định nó sẽ cao hơn. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết về cái bên trong của con đẩy này. Thì con đẩy này là TD5, công suất của nó ở 8V là 500 × 500W. Chúng ta đánh được những loa gì đối với con đẩy này? Chúng ta có thể đánh được hai đôi full 30, đánh căng đét luôn đấy, đánh căng bung đít phải nói là thế, và tiếng cực kỳ là hay. Hai đôi full 30, một đôi full 40, côn 75, côn 100 thì con này đánh một đôi vẫn ok, tuy nhiên là đánh full đôi thì con này chưa thể đánh được, tại vì là công suất của nó chỉ 500W thôi. Đó là đấy. Còn nếu như chúng ta dùng trong gia đình mà đánh full 30 thì đánh loa 30 hoặc là đánh full 40 côn 76 thì có lẽ nó là sẽ là đứng đầu bảng ấy. Nó khó có dòng đẩy nào mà hiệu suất cao hơn dòng đẩy này. Bây giờ em sẽ đi về cái nội thất của nó, tại sao nó khỏe, tại sao nó hay, tại sao nó ít xòa. Thì đây, thứ nhất là cái dòng nội thất của nó đây. Thứ nhất là cái nguồn của nó, nguồn của con này không bé, không lớn các bác nhé, nguồn bé. Nguyên bé tại sao mà so với những cái dòng đẩy cùng công suất, tại sao nguồn nó lớn mà con này nguồn bé thế? Thứ nhất là vì nó là dùng nguồn đồng nguyên chất, đồng của nó là nguồn đồng cho nên hiệu suất nó cao. Thứ hai là lõi của nó bé, nếu như cái nguồn nó to và nhưng mà cái lõi ở trong nó rộng ra thì nó cũng không hiệu suất không cao, con này lõi nó bé. Một cái điểm nữa rằng là con này nó hiệu suất nó cao, nó rơi là tầm khoảng 95 đến 97%, tức là hầu như là con nguồn này nó tầm xuất ra bao nhiêu, một ví dụ như là cấp điện ra công suất của nó tầm 1000W thì nó có thể là nó đạt hiệu suất ra đến loa tương đương, tức là đạt đến 95-97%. Nếu như những cái nguồn mạch thường, đặc biệt là những cái mạch gọi là mạch thường ấy, mạch vị thường, cái nguồn nó rất lớn, tuy nhiên là cái công suất nó ra loa nó không đáng kể, tại vì là hiệu suất nó thấp, nó chỉ đạt khoảng 5-60% thôi. Ví dụ như là cái nguồn nó cấp ra 2000W, nó có thể ra loa nó chỉ được có 1000W, cho nên mà cái nguồn của nó đôi khi nó phải gấp đôi gấp ba con nguồn này nó mới đạt hiệu suất như thế. Thứ hai đó là em về nói cái nguồn, tại sao nguồn nó bé thì công suất nó cao.
Đấy, tại vì là hầu như nó không có sự là hao tổn, là hiệu suất nó cao. Nó, tức là anh ra 10, anh cấp nguồn 10 thì nó chỉ phải được 9 phết máy rồi. Cho nên mà còn nếu như mạch thường chúng ta là nguồn 10, cấp 10 nó chỉ ra được 5 6 thôi. Đó là tại sao là nguồn nó sẽ không cần nó lớn. Cái điều thứ hai là sò. Con này nó chỉ chạy có là 8 sò Toshiba, ngoài ra nó sẽ có bù áp. Con này nó có hai dòng điện cấp vào các bác nhé. Nó tại sao nó có bù áp nữa và nó chỉ có 8 sò thôi. Tại sao nhiều bác hỏi rằng là tại sao thế công suất nó sinh ra bằng cái gì? Nó sẽ sinh ra từ sò. Thế thì ít sò thì làm lấy được gì lấy công suất khỏe? Xin trả lời luôn cái câu hỏi này cho các bác, nhiều bác thắc mắc. Thứ nhất là công suất của nó sinh ra nó còn, thứ nhất là dòng class nó không phải sinh ra công suất từ hoàn toàn từ sò. Công suất nó đã khuếch đại ở trên bo mạch của nó nữa rồi, cho nên mà khi mà không cần công suất ở sò nhiều. Thứ hai là những cái dòng công suất sò nó nhiều nhưng mà nó hiệu suất nó thấp thì công suất nó vẫn yếu, còn những cái dòng này sò nó ít nhưng hiệu suất nó cao thì nó vẫn khỏe. Đó là một cái đặc điểm nữa rằng là tại sao con này khỏe. Tụ nó chỉ 4 con ạ, 4 con tụ. Tuy nhiên các bác biết rằng tụ lọc này nó hoạt động ở mức điện áp nó tầm 200V, để em quay cụ thể là bao nhiêu, 180V. Điện áp là 180V, là một cái mức điện áp nó cực kỳ là lớn. Nó hoạt động ở mức điện áp lớn cho nên mà công suất nó sẽ khỏe. Đối với những cái dòng mạch thường nó hoạt động như từ 50V đến 63V, đối với những con này nó hoạt động lên đến 180V. Đấy, cho nên mà hiệu suất nó cực kỳ là lớn, dòng điện nó hoạt động lớn cho nên mà nó khỏe. Đấy. Tại sao, cũng trả lời câu hỏi tại sao những cái mạch thường người ta không đưa dòng điện lớn vào cho nó khỏe. Xin thưa rằng nếu như mạch thường mà nó không có những cái linh kiện nó phân phối công suất và nó không có những cái linh kiện mà để nó hạ để tháp áp xuống rồi nó lại nâng lên thì đi thẳng vào trong những con sò này, nếu như linh kiện thường thì nó đem nó cháy sạch luôn, cháy luôn cả tụ, cháy sạch cả giàn, cho nên mà nó hoạt động chỉ mức điện áp nó thấp. Chúng ta học vật lý chúng ta đều biết rồi, tại sao mà những cái đường điện Bắc Nam người ta đưa lên những 500 kV cơ mà dòng điện gia đình chúng ta chỉ 220V. Xin thưa rằng là nó đưa lên càng cao, điện càng cao thì mức hao tổn nó càng thấp. Chúng ta học vật lý cho các bác nào là học vật lý các bác đã biết, điện càng cao thì cái đi xa hao tổn càng thấp. Nếu như chúng ta để điện áp thấp chúng ta đưa đi 1 kW đi xa thì nó chỉ còn được có 0.2, 0.3 thôi. Nếu như chúng ta đưa lên điện cao, mức điện thế lên cao thì khi đi xa điện, tức là cái mức hao tổn trên đường đi nó càng thấp. Đó là một cái lý do nữa tại sao con này nó. Còn dòng đẩy này thì các bác không cần phải suy nghĩ về chất lượng. Một cái thương hiệu lớn, một cái dòng đẩy hàng xịn thì tất nhiên là độ ổn định nó phải là cao. Còn về dòng máy này thì nói chung là rất chi là sạch đẹp. Các bác thấy là em mới tháo nó chưa vệ sinh. Phía sau này nó cũng có quạt, nó cũng còn một số cái bụi. Đấy. Nói chung là không đáng kể, hàng rất chi là sạch. Nó chỉ 4 lọc tụ lọc thôi. Cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết cái mạch class TD đó là chúng ta thấy những cái cọn cảm đây, nó sẽ có những cái cuộn sung nữa đây. Đây chúng ta nhìn cứ thấy cái cuộn sung kiểu này là nơi mạch là thường là class TD, còn cái loại xoắn xoắn như cái lò xo thì không phải các bác nhé. Và xin kết thúc video tại đây và cái giá bán của nó luôn, nói luôn kết thúc video này nói luôn giá bán 4.200.000 đồng các bác nhé, một con đẩy 500W một cây class TD, dòng mạch công nghệ mới. Đấy, giá 4.200.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng với em, số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ. Xin chào, hẹn gặp lại nhé.